Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Nhưng người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đã đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức anh nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi mời gọi ông bà anh chị em nhìn đến hình ảnh của một người mù mà tin mừng Thánh sử Luca vừa thuật lại cho chúng ta. Ông bà anh chị em thấy người mù có đáng thương không? Thương quá. Người xưa vẫn nói giàu hai con mắt khó đôi bàn tay. Anh này không nhìn thấy đường. Mà cái khốn khổ cho chúng ta thấy thực tế là anh ngồi ăn xin bên vệ đường. Thế nhưng có cái phúc là anh đã có cơ hội gặp Chúa Giêsu. Dẫu chúng ta biết anh gặp Chúa Giêsu không phải dễ dàng gì đâu, đã bị quát nạt đấy. Khi anh kêu tên Chúa Giêsu, khi anh nghe biết được Ngài sắp đi ngang qua cuộc đời mình, và anh ta đã nắm bắt cơ hội có một không hai này. Và chuyện gì đã xảy ra? Anh đã được Chúa nghe và truyền đến trước mặt Ngài. Đấy là cái phúc của anh mù, được gặp đấng mà anh đã kêu lên với tất cả tâm hồn: "Lạy ông Giêsu." Mà chúng ta biết từ ngữ Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu. Và khi anh kêu lại lần nữa thì anh gọi: "Con vua David, xin thương tôi, xin thương tôi." Chúng ta thấy lời cầu xin chất chứa của một con người có lắm khi của mỗi người chúng ta, khi chúng ta kêu tên Chúa trong những khi mình thử thách, mình bị đau, mình bị thương, mình bị mù tối. Có bao giờ trong cuộc đời của chúng ta có thể can đảm như anh mù để kêu tên, để cầu xin, để nắm bắt cơ hội bất cứ trong hoàn cảnh nào để tìm gặp Chúa? Và đó là cái mỗi phúc của anh mù, và có lẽ cũng là mỗi phúc của tôi và ông bạn chị em khi mình kêu tên Chúa và tìm đến với Chúa. Và kinh nghiệm cho thấy những người kêu tên Chúa, muốn gặp được Chúa, nắm bắt những cái cơ hội để tìm đến với Ngài, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta biết Thiên Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Như trong lời tung hô trước tin mừng chúng ta vừa đọc trong Gioan chương 8 câu 72, Chúa nói: "Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." Mình gặp Chúa là nguồn mạch
của ánh sáng. Khi chúng ta diện đối diện với Chúa thì ánh sáng ấy sẽ soi chiếu trên tâm trí và trong tâm hồn chúng ta, để như ăn mù khi được bày tỏ: Thầy ơi, tôi muốn được nhìn thấy. Và anh đã được sáng mắt. Nhưng chúng ta thấy trình thuật tin mừng Luca không dừng ở đó, mà cho chúng ta thấy một cái điều khác hơn nữa, một cái điều lớn lao hơn cái điều mà anh mù đã xin. Và quả thật lòng anh đã sáng, và Chúa đã nói với anh: lòng tin của ngươi đã cứu người. Và khi anh mù tìm đến với Chúa là nguồn mặt của ánh sáng, tôi cũng thiết tưởng tôi và ông bạn chị em mình tìm đến với Chúa là ánh sáng trong cuộc đời. Ánh sáng ấy soi chiếu trực diện chúng ta, thì lúc ấy những tăm tối trong lòng trí, những cứng nhắc trong lòng tin, những khổ đau ở bên trong một thế giới đầy rẫy những ngổn ngang của sự dữ có thể, và chúng ta thấy có những gì nó đè nặng ở bên trong tâm hồn của mình, vậy thì khi tìm đến với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, để ít nhất mình biết được con đường nào dẫn chúng ta đến sự chữa lành trọn vẹn, khi và chỉ khi chúng ta đối diện với ánh sáng. Ánh sáng ở đây là viết hoa đấy thưa bạn chị em, là chính Chúa Giêsu. Còn ngược lại thì sao thưa bạn chị em? Có lắm khi mình sẽ quay ngược lại với ánh sáng. Và khi quay ngược lại với ánh sáng thì chuyện gì sẽ đến? Mình sẽ chạy theo cái bóng của mình. Ánh sáng thì chiếu đằng sau, mà chúng ta sẽ thấy cái bóng của mình nó đổ ở phía trước mặt. Và con người ta sẽ mãi chạy theo cái bóng đấy. Và khi mãi chạy theo cái bóng, chuyện gì xảy ra nữa? Có lắm khi đến bờ vực vực thẳm, chúng ta sẽ không thấy cái bóng của mình. Và mình cứ nghĩ cái bóng nó nằm ở dưới cái vực thẳm, dưới cái hố đó. Rồi có lắm khi nhiều người đã nhảy xuống vực thẳm, kết thúc cuộc đời mình trong tăm tối, mà không thực sự một lần tiếc quay về ánh sáng, tiếc cho những anh chị em ấy. Và cũng có khi cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em mình cũng chạy theo cái bóng của mình. Cái bóng ấy là cái tôi ích kỷ. Cái bóng ấy cũng có thể là sự dữ mà chúng ta đã yêu nó rồi. Cái bóng ấy cũng có thể là một cái điều gì đó qua một cái thói quen xấu mà mình không một lần thức tỉnh. Khi mình gặp Chúa Giêsu, mình gặp Chúa Giêsu chỉ là bên ngoài, nhưng trong lòng của mình không thực sự được chạm đến. Và chính vì thế mà chúng ta vẫn cứ những suy nghĩ cũ, cách sống cũ, lối sống cũ, hành xử cũ. Cho nên cái điều này ông bà anh chị em thấy tin mừng, chẳng hạn như tin mừng Marco khi nói về lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu, luôn luôn nói con người ta phải sám hối vì nước trời gần đến. Và cái từ sám hối trong tiếng Hy Lạp ấy, metanoia, cái meta nghĩa là khác, nos tức là ghép từ hai chữ, tức là suy nghĩ khác. Jeremiah nói đến này, khi mà con người ta sám hối, đó là khi con người ta thay đổi hướng đi cuộc đời mình. Và chỉ thay đổi hướng đi cuộc đời mình, chỉ suy nghĩ khác khi con người ta thực sự gặp Chúa. Và khi ấy ánh sáng soi chiếu lòng mình, và khi ấy lòng con người ta sẽ sáng, và khi ấy con người ta biết được vận mệnh cuộc đời mình, biết được ơn cứu độ ở nơi nào, biết được kho tàng, biết được viên ngọc quý giá là chừng nào. Và lúc ấy con người ta và tôi và ông bà anh chị em, khi mình tìm được cái điều ấy trong cuộc đời của mình, mình có hối hận không? Có lẽ không. Và phải chắc chắn là như vậy. Khi chúng ta tìm được cái viên ngọc quý nước trời, và khi chúng ta tìm được chính Chúa trong cuộc đời mình, và khi ấy con người ta sẽ bắt đầu hành trình hoán cải. Và có thể nói được rằng chính cái lòng tin của anh mù khi xưa và lòng tin của mỗi người chúng ta khi tìm đến với Chúa sẽ cho chúng ta cơ hội làm lại cuộc đời, cơ hội đứng lên từ những vấp ngã,
cơ hội có thể nói được rằng trở về với cuộc đời của mình và làm cho cuộc đời của mình nở hoa, làm cho cuộc đời của mình vang tiếng ca ngợi Chúa. Tin mừng Luca trong hôm nay chúng ta được nghe đấy, ăn mù tôn vinh Chúa, rồi những người gặp người khác thấy sự kiện đấy và gặp ăn mù cũng đã tôn vinh Chúa. Tuyệt vời. Còn tôi và ông bà anh chị em thì sao? Hôm nay mình được gặp Chúa đó. Dĩ nhiên có những người trực tiếp, có những người online, có những cơ hội gặp Chúa nào để rồi tôi đứng lên ngay chỗ đó, ngay cái nơi mà tôi gặp Chúa, khi tôi suy nghĩ khác, khi tôi hoán cải, khi tôi thay đổi hướng đi cuộc đời mình. Và khi tôi đứng lên từ ngay cái sự vấp ngã, cái yếu đuối của bản thân, thưa bạn chị em, cuộc đời chúng ta sẽ khác lắm, sẽ cho chúng ta thấy sự thanh thản, sự bình yên là dường nào. Và chúng ta sẽ thấy tình thương của Thiên Chúa lớn lắm trong cuộc đời của chúng ta, khi và chỉ khi chúng ta gặp được Chúa. Nói đây tôi nhớ đến câu chuyện người ta kể về cái thời chiến tranh thế giới lần thứ hai đó. Trong một gia đình người Áo, 7 người, trong đó có 2 đứa trẻ, một đứa 14 tuổi và đứa 8 tuổi. Một lần đó khi quân đội Đức ập đến, nó bắt cả gia đình phải đi trong đêm, và nó thu gom người và nó đưa đến cái trại tập trung cải tạo đó. Và dĩ nhiên là khốn khổ ập đến cái gia đình này. Và ông bạn chị em biết, đứa chị 14 tuổi khi mà bị đẩy lên cái xe lửa mà nó đẩy nhiều người lắm, và đứa chị nó phát hiện ra đứa em đã không mang đôi giày ủng. Và đứa chị rất tức giận và mắng em những cái lời rất là thậm tệ, dẫu biết trong lòng nó thương đứa em. Bởi vì nó biết, đứa chị nó biết được rằng đứa em ở trong cơn hoảng loạn nó chạy theo, nó quên mang cái đôi giày. Mà ông bà chị em biết, đến cái mùa đông của ở châu Âu đó, mà không mang giày, nhất là cái mùa tuyết rơi như vậy, đồng nghĩa với cái đôi chân của mình sẽ bị hư và có thể nguy hiểm đến mạng sống. Chuyện đứa chị thấy đứa em mình quên cái đôi giày cho nên rất tức giận và la đứa em. Rồi cả gia đình ấy với biết bao những người khác bị đẩy lên cái toa xe, rồi đến từng chặng và người ta tách lìa gia đình, tách lìa gia đình này ra, 7 người đều chia mỗi hướng. Và đứa chị cũng bị tách khỏi đứa em, tách khỏi ông bà cha mẹ đi theo. Và rồi chuyện gì xảy ra ông bà anh chị em biết không? Những năm tháng trong tù, người chị ấy đã không gặp lại bất cứ người thân nào trong gia đình. Điều ấy đồng nghĩa với việc cái lần gặp gỡ cuối cùng trong cái cơn hoảng loạn, trong cái cơn khốn khó đấy, là lần gặp gỡ cuối cùng của chị này với những người thân. Và điều này cũng đồng nghĩa cái lời nói cuối cùng của chị với đứa em lại là cùng lời nói cuối cùng, nhưng tiếc thay lại là một lời nói giận dữ, lời nói bực tức. Chị cứ ray rứt mãi, và mãi khi chiến tranh kết thúc, hòa bình trở lại, thì không còn cơ hội gặp lại bất cứ ai trong nhà. Và chị đã không tha thứ cho bản thân mình, cứ ray rứt mãi. Nói điều này tôi cũng biết có những anh chị em trong cơn đại dịch vừa qua, có những người cũng ray rứt vì một cách sống, vì một cách hành xử, vì một lời nói với một ai đó. Khi chúng ta có cơ hội, thay vì nói lời lành, thì mình lại để cho sự giận dữ nó dẫn cuộc đời mình, để cho cái tâm tối trong lòng mình nó chi phối cuộc đời mình, để bật lên thành những lời nói, cái cách hành xử gây đau lòng những người khác. Và cái cô bé mà tôi vừa kể trong gia đình người Áo, sau đấy đã tìm được cái sự thanh thản khi chỉ quyết tâm và tự nói với lòng mình rằng từ đây trở đi tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ một điều gì gây nhói lòng, gây tổn thương người khác trong cơn giận dữ, không bao giờ. Bởi vì biết đâu đó lại là cơ hội, đó là lời nói cuối cùng của tôi gặp ai đó trong cuộc đời mình. Và rồi cuộc đời của chị đã thanh thản. Và câu chuyện kể lại, chị
đã dành hết cuộc đời của mình để dấn thân, và rồi chị đã thanh thản và rồi quảng đại xây một cái bệnh viện ở Chicago, rồi dành rất nhiều tài sản của mình giúp cho những cái trại mồ côi. Đấy là một cuộc đời, ít nhất tôi không biết là chị có biết Chúa không, nhưng tôi biết được rằng đấy là một cuộc đời của một con người hoan cải. Còn tôi và ông bà anh chị em thì sao? Mình có rất nhiều cơ hội gặp Chúa. Và khi gặp Chúa, giống như các hai môn đệ trên đường Emmau, khi gặp Chúa, khi tham dự lễ vẻ bánh, sáng mắt, sáng lòng. Còn tôi và ông bà anh chị em thì sao? Trong những kinh nghiệm đời thường, trong một tuần mới này, đâu là những kinh nghiệm chúng ta được gặp Chúa? Và khi gặp Chúa như vậy, thử hỏi mình có sáng mắt, sáng lòng, sáng cuộc đời của mình để sống một cuộc đời thực sự có Chúa không? Amen.